xin chào mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay là ngày dịp cuối tuần, có cơ hội được gặp những cái chuyên gia bất động sản của khu Nam. Nói về chuyên gia thì nó hơi quá, nhưng mà đây là những anh chị gọi là môi giới bất động sản cũng khá lâu rồi, có kinh nghiệm cũng trên 10 năm rồi và cũng đạt được rất là nhiều thành quả nhất định về cái nghề môi giới. Và hôm nay thì cùng với ngồi với anh chị thì mình chia sẻ về một cái khay từ khóa rất là hot trend của cái khu Nam hiện tại, đó là với tên là thành phố Nam Sài Gòn. Nghe một cái từ khóa rất là hay và được đang rất là nhiều nhà môi giới và những cái nhà đầu tư đang truyền miệng nhau, và hiện tại đang rất là nhiều người đang muốn biết cái thông tin về cái thành phố này. Thì hôm nay có mặt tại đây thì Phước Sửu xin giới thiệu với mọi người chị Huỳnh Hoa, là một trong những nhà đầu tư tại khu Nam rất là nhiều và cũng đầu tư rất nhiều nơi, những tỉnh xa giống như Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc hay là rất nhiều nơi. Và đặc biệt là hôm nay chị Huỳnh Hoa cũng là những cái người là cư dân của cái khu Nam. Và chị Quỳnh Hoa có thể giới thiệu cho mọi người biết rõ được đó là thành phố Nam Sài Gòn ở đâu và cái lợi thế gọi là đầu tư và những cái cơ hội đầu tư của thành phố Nam Sài Gòn trong thời điểm sắp tới như thế nào, thì chị Quỳnh Hoa có thể chia sẻ đầy đủ cho cả nhà ở đây nắm rõ được hay không? Xin chào các khán giả đang xem kênh của Bất Động Sản Tiềm Năng. Thì cảm ơn câu hỏi của Phước Sửu. Thì mình cũng là dân cư của khu Nam, mình sống ở khu Nam đã hơn 10 năm rồi. Lý do làm sao mà mình chọn về khu Nam mình sống, vì mình rất thích về cái tiện ích và cái thiên nhiên ưu đãi ở cái khu Nam, rất là mát mẻ và cái môi trường sống cho con mình nó rất là tốt, nên mình đã quyết định di dời về khu Nam ở cũng hơn 10 năm. Và dạo gần đây thì các anh chị có nghe là thành phố phía Nam. Thì thành phố phía Nam là bao gồm những khu vực nào? Nó là Nhà Bè, quận 7. Vì Nhà Bè, quận 7 là hai cái khu hưởng tiện ích chung với nhau, gắn liền với nhau. Như các anh chị cũng đã biết thì khu Nam có khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã thành lập hơn 20 năm rồi, thì nó đã hoàn thiện một cái khu đô thị rất là văn minh và đầy đủ tiện ích. Và cộng đồng rất là nhiều người nước ngoài sinh sống ở tại đây. Ngoài ra thì Nhà Bè, quỹ đất còn rất là nhiều, tiềm năng về đầu tư ở khu Nam còn rất là lớn. So với cái giá hiện nay thì ở khu Nam vẫn còn thấp hơn rất là nhiều so với các khu vực khác như là khu Đông. Đó thì hiện nay thì các anh chị cũng thấy là ở Nhà Bè cũng có một cái khu đô thị, đó là khu đô thị GS của Hàn Quốc. Nó cũng dậy sóng khoảng từ 2 đến 3 năm nay. Đó thì những nhà đầu tư mà đầu tư GS thì cũng đã thu lợi được một cái phần tỷ suất lợi nhuận rất là cao luôn. Đó thì mình vẫn chọn khu Nam là một cái nơi mà khu đáng sống nhất cho gia đình của mình. Tuyệt vời quá chị. Thì ngoài những cái thông tin thì chị vừa chia sẻ đi, thì chị có thể điểm qua một vài cái cơ sở hạ tầng sắp tới khu Nam có thể là hình thành và đưa vào hoạt động được hay không? Thì thường là các anh chị thường nghe là sống ở khu Nam thì đi sẽ là hay bị kẹt xe, đúng không ạ? Thì hiện nay thì cái hầm chui Nguyễn Văn Linh với Nguyễn Hữu Thọ cũng là sắp hoàn thành đi vào hoạt động được rồi. Và ngoài ra thì nó có một cái cơ sở hạ tầng rất là đặc biệt, đó là cao tốc Bến Lức Long Thành sắp hợp long. Thì cái khi mà mình sống ở khu Nam thì cái đường kết nối mình đi ra sân bay Long Thành tương lai hoặc các vùng ven rất là thuận tiện. Quá tuyệt vời chị ạ. Có một cái điều đặc biệt nữa là đối với nếu mà cái thành phố Nam Sài Gòn hình thành thì một thành phố gọi là sông ngoài tràn trịch, không chị? Và gần hơn nữa là gần hơn ở cảng Hiệp Phước, thì ở đó là một cái nơi gọi là giao thương buôn bán rất là mạnh. Về sau này thì sẽ có một cảng nước sâu rất là lớn, nên là rất là thuận tiện cho vấn đề gọi là du lịch phát triển và cảng biển quốc tế, là đáp ứng được rất là nhiều cái mô hình hoạt động mà ở đây, từ kinh doanh buôn bán sản xuất và về vận tải du lịch, tất cả mọi thứ. Cảm ơn chị Huỳnh Hoa rất là nhiều. Thì trở lại với câu chuyện là gọi là đầu tư bất động sản của khu Nam, thì Phước Sửu đặt cho Thanh Huy một câu hỏi, đó là thời điểm này đó thì theo như Thanh Huy á, thì khách hàng lựa chọn khu Nam là một nơi để ở, thì có những cái dự án nào á là theo Thanh Huy nghĩ đó là có thể là ở rất là tốt, là vào ở ngay
và những cái dự án nào gọi là hình thành trong tương lai, hoặc là giao bàn giao đất nền xây dựng theo ý sở thích của mình thì đầu tư được và có thể là có những lợi nhuận trong thời gian sắp tới. Cảm ơn câu hỏi của anh Sủ. Thì chào tất cả các bạn đang theo dõi cái kênh Bất Động Sản Đầu Tư. Thì Huy cũng vào nghề cũng tương đối là coi như là cái khu Nam là cái món ăn tinh thần của mình ngay từ những cái thời điểm đầu bước chân vào cái ngành bất động sản. Đó thì gần như là trong hơn 10 năm qua thì những cái dự án khu Nam mình đã tìm hiểu và có theo dõi để hướng giới thiệu cho khách hàng đầu tư. Thì chung chung ở khu Nam á thì mình đã ở mình sống ở khu Nam cũng được khoảng một thời gian và gần như là đi là cũng muốn quay về khu Nam sống. Tại vì mình rất thích cái môi trường ở đây. Đặc biệt là cái môi trường nó trong lành, khi mà ngay cả thời điểm mà khi mình ở từ quận 4 mà mình qua cái cầu Kênh Tẻ thì cái không khí nó đã thay đổi, nó mát dịu xuống liền. Thì như anh Sủ hay chị Hoa ở đây là cũng cảm nhận được cái điều đó. Do là có nhiều đó. Nó thì cái mà đánh giá về cái tầm khu Nam, mà cái phần trung tâm ở khu Nam mà mình cảm thấy thích nhất đó là cái trung tâm Phú Mỹ Hưng. Đó, thì những cái dự án mà ven Phú Mỹ Hưng, vùng xung quanh Phú Mỹ Hưng để mà liền kề Phú Mỹ Hưng á, thì mình đánh giá những cái dự án gần đó thì để tận hưởng được những cái tiện ích ở nằm trong trung tâm Phú Mỹ Hưng, ngay cả trong thời điểm này và thời điểm tương lai có cái khu đô thị GS của Hàn Quốc nữa. Đó, thì trong cái khoảng thời gian vừa qua gần như là 2 năm, 3 năm trên thị trường thì những cái dự án mà bán trên thị trường gần như là pháp lý nó cũng chưa có hoàn chỉnh. Thì đến tới tận thời điểm này là cái dự án về cái căn hộ mà Huy thích nhất đó là dự án của chủ đầu tư Sunshine Group ở đường Phú Thuận, và ở đường Phú Thuận trước đi, đó là Sunshine Kai City. Thì trong thời gian này thì mình đánh giá về cái dự án về cái căn hộ cái dòng cao cấp thì Sunshine là một trong những dự án để mà khách hàng tìm hiểu đến để đầu tư. Về cái tốt của nó là cái tiến độ thanh toán trong cái dự án, cái tiến độ thanh toán khi mà khách hàng chọn ở căn hộ ở đây. Đó. Thì có thể đưa ra một vài cái ưu điểm của cái dự án này được hay không? Nó có những cái gì nổi bật mà khách hàng ở đây là lựa chọn? Cái nổi bật của cái dự án này đó về đầu tư, chủ đầu tư này á, họ tập trung về cái phần mà công nghệ. Ví dụ ở trong một cái căn hộ mà có cái công nghệ đầy đủ về những cái tiện ích như là 4.0 thì khách hàng sẽ thuận tiện và sẽ gần như là tiết kiệm được cái khoảng thời gian của mình khi mà sinh sống ở căn hộ, cũng như là quản lý được cái căn hộ tại nhà của mình nó được an toàn và nó hiệu quả hơn về những cái công năng sử dụng khi mà mình ở căn hộ tại đây. Thì để mà nói sâu về cái căn hộ này thì phải đến tìm hiểu và phải tham quan nhà mẫu để hình dung được nó vận hành như thế nào trong tương lai khi mà chủ đầu tư bàn giao. Đó, thì Huy đánh giá về cái căn hộ ở đây, rồi một vài dự án mà mình có thể song song đó mình có thể đầu tư theo mà hướng khách hàng đầu tư không ở hay là đầu tư đất lâu dài, thì để ra cái vùng ven mà gọi là ra cái khu Nam Sài Gòn ở xa hơn một xíu, đó là hướng mà Nhà Bè đi xuống, đó là Cần Giuộc. Cần Giuộc thì cũng có một vài dự án Huy đánh giá cao về đất nền nhà phố. Đất nền nhà phố thì trước đây có một vài dự án mà chủ đầu tư Harborview là về đất nền. Còn trong cái khu mà đang sắp mở bán gần đây nhất, đó là cái hàng Elite Line cũng là một cái dự án mà khách hàng có thể tập trung tới đây để quan tâm về tìm hiểu đầu tư nó. Vì mình thấy cái giá nhà phố nếu mà chủ đầu tư bàn giao sẽ là nhà phố. Đây cũng là một cái dự án mà đáng để đầu tư trong cái thời gian này, vì tiến độ thanh toán cũng khá là tốt. Còn như trả lời anh Sủ nói, một số cái dự án mà đã bàn giao rồi mà khách hàng có thể ở và sinh sống á, hiện tại thì cũng có khá là nhiều. Ví dụ như là về căn hộ á, thì có hàng Ecurin nè, là chủ đầu tư Xuân Mai cũng mới vừa bàn giao, nó nằm ở trên trục đại lộ Nguyễn Văn Linh luôn. Đây là cái hướng giao thông cũng là thuận tiện vì cái đường Nguyễn Văn Linh đã được mở rộng rồi. Mở rộng cái đoạn mà gần cái cầu Tân Thuận thì hiện nay mình đi rất là thoải mái và thoáng, cực kỳ thoáng rộng luôn. Đó, thì một số, để mà kể ra hết những dự án khu Nam thì thôi rất là nhiều. Nên mà mình nói sơ sơ một số dự án để khách hàng có thể mà tham khảo để đầu tư và cũng như để chọn hướng ở. Thì vì giá thuê ở, nếu mà khách hàng có thể mua một cái dự án nhận nhà trong tương lai và thuê một cái nơi mà
ở hiện tại thì cái giá thuê hiện tại thì cũng tương đối là tốt để cho mình ở và mình chờ nhận một cái căn hộ mới ở trong tương lai, với những cái tiện ích nó hiện đại hơn, nó công nghệ nó 4.0 hơn này nọ, thì khách hàng có thể đến và tìm hiểu ở những dự án ở nơi đây. Rồi, cảm ơn cái câu trả lời cực kỳ tuyệt vời của Thanh Huy. Và cái sự bí mật thêm một vài cái thông tin đó là sắp tới tất cả các cảng của quận 7 sẽ dời xuống dưới hướng Hiệp Phước. Và có một cái điều đặc biệt đó là một cái cảng rất là lớn, đó là cảng Tân Hồn thì sẽ được di dời, và ở đó sẽ là phép là chuyển đổi mục đích trở thành đất đầu tư và trở thành đất thương mại đi anh chị. Và sắp tới đó cũng là một cái bước tiến để cho quận 7 là một cái nơi gọi là an cư lạc nghiệp và gọi là đầu tư sinh lợi lâu dài về khu Nam. Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều đã đóng góp thêm rất là nhiều cái thông tin để cho quý anh chị khách hàng có cái cơ sở lựa chọn khu Nam sắp tới là một cái nơi đầu tư tuyệt vời và một cái nơi an cư lý tưởng, gọi là nơi đất lành chim đậu. Xin cảm ơn cả nhà đã xem kênh, và quý anh chị cần thêm thông tin về những cái dự án mà khu Nam thì liên hệ với Thanh Huy, Huỳnh Hoa hoặc Phước Sửu để có cập nhật nhiều cái thông tin về tiến độ và những cái sản phẩm chuyển nhượng mua bán trong thời gian này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà.